Wazi và tin đồn tình cảm combo này như chưa bao giờ đi riêng lẻ. Dù có cố gắng giữ hình ảnh trong sáng, sạch sẽ nhất có thể thì những quả nghi án hẹn hò từ trên trời rớt xuống vẫn không buông tha họ. Điều này lại càng đúng khi lật lại hồ sơ của hai gái xinh Wazi nhất nhì hiện nay là Linh Ca và Quỳnh Anh Xin. Nhưng tại sao chỉ Linh Ca và Quỳnh Anh Xin chứ không phải bất kỳ nhân vật nào khác? Xin thưa vì chẳng ai có nhiều điểm chung như bộ đôi di sinh này, nổi bật nhất là việc lộ ảnh thân thiết với Quyên cựu thành viên nhóm 365 ở độ tuổi dưới 20. Quay trở lại thời điểm 4 năm trước khi Wazi Hà Thành chỉ mới 19 tuổi, cô và Quyên đã từng là cặp đôi đẹp trong mắt nhiều bạn trẻ. Có thể nói Quỳnh Anh Xin là một trong những cô nàng đình đám có không rắc rối và ủng hàng trong chuyện tình cảm. Lặng lặng đường ai nấy đi với bờ trần, cùng lúc đó lộ tin Quyên chính là tình mới của Quỳnh Anh tạo nên một buồng binh tình cảm. Khỏi phải nói dư luận lúc ấy hoang mang đến cỡ nào. Đừng đùa, Quỳnh Anh Xin và Quyên trước đây cũng phải lộ ảnh chụp lén thế mới chịu công khai ấy. Và cũng như mô tuyết mọi khi, họ thường xuyên check in ở địa điểm tương tự vào thời gian săn sát nhau. Nên đến lúc Quyên ung liếc hát trong khi nàng qua gì đệm đàn, dân tình đã chẳng còn mấy bất ngờ. Kiểu như không thông báo thì ai cũng biết rồi mà anh chị ơi. Mãi mới chịu công khai. Dù trước đó đã có 7.749 ảnh check-in cùng nhau. Mặc đồ đôi đi tham gia Gameso. Nhưng sau một thời gian, cao bồ siêu cấp đáng yêu này cũng không tránh được kết cục chia tay chia chân. Thậm chí còn có phần phũ phàng hơn khi anh bạn trai kia lên tiếng bảo yêu Quỳnh Anh Xin là sai lầm. Sở dĩ chuyện tình này qua là vì Quỳnh Anh Xin và Quyên đều là những cái tên khá nổi tiếng vào thời điểm đó. Người mới mà concept chả mới tiếng nào, Linh Ca là nhân vật qua tiếp theo dính tin đồn cùng Quyên. Lần này cô bạn cũng bị dân tình phát hiện không hẹn mà du lịch Singapore chung lúc với chàng ca sĩ. Đã thế còn manh nha để lại chiếc ảnh check-in ở Universal giống nhau. Outfit cũng có nhiều điểm tương đồng. Đáng chú ý hơn cả là chiếc ảnh cả hai bị chụp lén từ sau này. Ngẫm nghĩ lại thì Quyên và Linh Ca cũng từng tham gia Game Show 3 tháng trước. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục không?